Tất cả nó phải là tính toán. Dạo này còn làm nghề khóc thuê không cháu à? Sao lại khóc thuê? Đời tao chưa bao giờ biết khóc thuê ở trên cái không gian mạng này. Tao ghét thằng nào thì tao chửi thôi. Khánh cho làm bảo vệ sân vận động thôi à? Ngồi như này phép ra đường dễ bị úp đè ra suốt. Chưa thấy thằng nào úp cả. Chú Dũng Trọc già rồi, mày nôi chú Dũng Trọc ra làm gì à? Thôi được rồi, già rồi thôi. Khánh ơi, Khánh thấy anh Hiếu Phạm sống như nào à? Nếu mà nói về con người anh Hiếu Phạm Colonie ấy, nhá, là người mà giúp đỡ anh Cường Colonie. Anh Cường là người mà không may mắn trong cuộc sống, là anh không được bằng người ta về nhiều cái trí tuệ, anh không ấy, mà anh Hiếu anh ấy có tâm, anh ấy giúp. Anh Hiếu còn là con người cũng giỏi làm ăn. Cách sống của anh Hiếu Colonie, anh Hiếu Phạm quá là tuyệt vời luôn. Nói về con người anh Hiếu Phạm, cách sống quá tuyệt vời luôn. Cẩn thận Bắc Kỳ nó trộm xe em trai Bắc Kỳ nguy hiểm lắm mà. Bắc cái thằng cụ mày, Bắc bố mày cái Bắc đây mày, vào bình luận đấy tai tình. Khánh đẹp trai, anh Hiếu Phạm con người anh sống quá đàng hoàng, tử tế lịch sự luôn. Khánh ơi, ông Châu Dê đi Khánh à? Rồi ông Châu Chu Sâu Dê cho về chăn bò à? Ông không có trình độ huấn luyện viên đâu, nói thật, nhìn gà mờ lắm. Huấn luyện viên gì ông đấy? Gà mờ lắm. Mimi thì là ai nhỉ? Anh nhận xét về huấn luyện viên Chu Sê à? Chu Sê từ trước rồi còn có cái gì mà nhận xét nữa? Nói chuyện về anh trai Phú Tử đi Khánh à? Phú Tử mà bị mất á? Thôi, cái này liên quan đến pháp luật, liên quan đến chính trị, mình không tham gia, mình không hơi đâu cả. Rồi lại giống thằng Tuấn Phò Má đấy nhá, không nên động chạm đến chính trị. Cái đấy để các bác các chú vào. Giang hồ đắc nắc có ai anh à? À nè, nhiều em đắc nắc đâu chả có giang hồ em ơi. Em cứ hỏi thôi, no mà làm ăn đi, kinh tế đi, hồ mới ao rồi nó nhốt vào trong kia đấy. Tù tội giờ nó hoài lắm em ạ, có người yêu hay vợ ở nhà rồi khác đớp mất đấy, tù tội. Khánh là chùm đất Bắc, chuẩn mẹ luôn, chuẩn mẹ luôn. Anh Khánh xăm đẹp quá, anh có cần phải đeo vàng đeo bạc gì đâu. Nguyên cái hình xăm này của anh giá trị bằng 1.000 tỷ, nói thẳng luôn. Mấy người đeo dây vàng dây bạc không bao giờ chất liệu cái hình xăm này của anh. Khánh Sky vụng trộm vợ huấn hoa hồng à? Nói ní ta anh tinh mày. Mày đi ra ngoài đi, vào bình luận toàn câu mất dạy. Sợ thật, sao giờ cộng đồng mạng Việt Nam vô văn hóa thế nhỉ? Nói thật là cái người dùng mạng Việt Nam này nói chung là số dạng mất dạy nhất nhì thế giới, thật sự luôn. Ví dụ như một trận bóng đá nhá, mà thằng tổng tài đấy tức là trọng tài đấy, mà nó chỉ thiên vị một tí đội bạn đấy nhá, đối thủ đấy nhá, thế là cái bọn cộng đồng mạng, kể cả huấn luyện viên Tây hay Tàu, bọn nó tim băng được phà bò à.
nó vào nó chửi chửi tiếng Tàu, tiếng Tây, tiếng Việt các kiểu. Tìm phải nói là người dùng mạng Việt Nam mất dạy nhất thế giới, tôi phải khẳng định một câu như thế. Tôi đi khá nhiều nước rồi, như tôi đi Cam này, Khánh đi Cam, đi Lào, đi Trung Quốc, đi Singapore rồi. Nhưng mà phải nói cái dân dùng mạng xã hội Việt Nam nó mất dạy. Anh em có công nhận với Khánh một câu đấy không? Anh có nghe nhạc Thái Hoàng không? Em gửi cho. Úi giời, khét quá nhỉ. Thái Hoàng về chưa em? Nếu mà Thái Hoàng về, bảo cho anh Khánh gửi lời thăm em Thái Hoàng nhá. Thái Hoàng nó kém Khánh một tuổi mà. Đeo mẹ các ông cứ coi thằng tôi đến như Quang Hải cưới còn mời tôi đây. Tôi có đi đâu. Tôi đang bên Cam, tôi chưa về đâu mà đi. Tôi gửi phong bì. Tôi chơi với cầu thủ Quang Hải từ năm 2017. Quang Hải phải nói là một người tài, đẳng cấp. Quang Hải là quốc tịch là miền Đông nước Anh, tức là Đông Anh, Hà Nội. Đất Đông Anh thì nhiều người tài lắm mọi người ạ. Đất Đông Anh phải nói nhiều người tài. Như cụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là người Đông Anh. Một con người vì nước vì dân, quá tài giỏi và có tâm. Chúc cụ Nguyễn Phú Trọng sống lâu 200 tuổi để giúp đồng bào giàu mạnh hơn. Khánh, mày dám chửi VFF không? Mày điên à? VFF luôn là ok, chẳng qua là thầy Park Hang-seo thầy đi rồi thì cái ông Chu Sue này, ông ấy kiểu như là ông ấy tranh cử thì thôi, thì cũng chưa biết trình độ chuyên môn như nào thì thôi thì cũng cho thử, không nó không ok thì sa thải, chứ có cái gì đâu. VFF luôn là ok, hiểu chưa, luôn là tuyệt vời.